Xin kính chào toàn thể quý các bác anh chị. Chào mừng quý các bác anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Mỹ Tuổi Vlog. Hiện tại thì chồng Mỹ Tuổi thì cũng đang đi vào nhà của chú Lúa đây. Đây thì nhà của chú là cũng đã xong rồi, đang đợi sắt với lại tôn lên để chuẩn bị lập mái thôi nhá. Hôm nay thì nhà chú thì cũng đang lập cái mái nhà bếp này, dựng xong nhà bếp bên này rồi. Chào anh em nhá. Dựng sát quá nhỉ. Quên bảo chú cho đi sang bên kia một chút. Hôm nay dựng một ngày xong luôn cái nhà này á? Dựng chuẩn ấy, nhanh ấy. Đây là các anh là tận dụng cái khu nhà cũ của chú Lúa đây để dựng luôn cái nhà bếp ở phía đằng bên này nhá các bác nhá. Đuôi xà đây thừa mà không cắt đi luôn tí là phải vất. Ui. Ở đằng sau anh kia có cái đinh hở lên đi à? Lấy cái gì đóng vào đi. Không tí dính vào chân là hỏng hết bánh kẹo ấy. Bờ lô này là phải lập từ hướng đằng bên này về, nhưng mà các anh đây lại lập từ hướng này đảo ngược đi, nên là phải bê cái tấm ở bên trên. Đây cũng may nhà đây có cái được cái téc này để dự trữ nước, đây thì mới có nước để làm nhé các bác. Xem nhà cửa là cho hết vào trong này. Đấy. Đây cột kiếc cho vào đây hết bờ lô. Gà sống ra hết. Mốt rồi đó. Ờ.
Đây chủ nhà đây. Bây giờ trôi quả nhà bếp sang bên này. Một hai hôm nữa có tôn sắt lên thì lập luôn cái mái này, nó là lắp cửa kia, nó là hoàn thiện ngôi nhà đây. Không áo. Ủa tao trên dòng à, vừa dòng xe à? Dòng xe. Hả? Tao dòng xe kìa. Dòng xe kìa. Vui à nhỉ? Chủ nhà mà vô là tin à. Ồ. Hả chỉ tỉnh, có bộ nào út rồi là thao còn đá tôi à? Vừa nông chùa ta thức tỉnh mà lì là chết tôi là. Ờ, giờ nóng thứ 5 là thứ 6 đi tụi ạ, giờ mà nó vối nóng tạo. Đang một hôm đặt nhưng mà lỡ xe nên là xe lên rồi, phải đợi chuyến sau, xe lên thì mới có tôn sắt để lập mái của nhà chú lúa đây. Để cho gia đình đỡ phải hứng nước mưa nữa, vì là chưa lập mái nên là cũng chuyển đồ vào trong một số. Lập được cái này thì sang đây ngủ thì đỡ bị ướt rồi. Bữa tao đi mà lập bữa sáng thì vẫn thế mà chỉ bàn thu mà. Tại có bữa nào út thôi rồi. Mà nếu thế thì chó riêng gì giúp bài khư mà được kỵ. Ờ. Nên là đặt ở trên huyện, lấy luôn ở huyện thì đắt nên là phải đặt ở dưới. Đấy, ở dưới lên thì sẽ đỡ hơn. Cẩn thận đinh rơi hết rồi chọc vào chân nhá. Cỡ khởi cho tính chỉ chốt cái tầng này. Nhặt hết đinh này. Tí lại cắm vào chân thì. Đó đi qua tao đi mà qua khó tối khó chú là sát lại ta hơi che mà trẻ nhớ thì mình thấy liu xiết gì. Ờ lúc khó tối qua tao được. Thân gì vậy? Ờ, quên thân rồi nè. Giờ quên khó trọng rồi nè. Ờ. Đây, Mỹ Tưởng cũng có trao đổi qua với chú lúa đây. Thì chú cũng có bảo rằng là ở khu vực vị trí đấy thì cũng sẽ làm cái bếp lò ở đây. Và cũng làm cái gác nhỏ nhỏ ở đây để cho ngô. Còn phía bên trong nhà thì cũng để như vậy chứ không để đồ đạc gì nhiều vào trong đấy để cho gọn gàng, nhà cửa sẽ đẹp hơn. Gọn gàng hơn. Hôm nay thì chú lúa đây có nhờ anh em đấy, có mấy anh em đây đi ra để hộ làm cái nhà bếp luôn. Đấy, trong cái quá trình mà Mỹ Tuổi cũng đi xuống đường để đồng hành cùng bà con. Đấy, về thì mọi người cũng dựng xong. Hôm nay làm đường ở dưới thì cũng làm được cũng một đoạn cũng khá là xa. Tên này bánh cháo chứ chị ngồi này. Ủa tên nó mình đàn à. Tên này dọng tù cũng cho cho dân dê của lúc chay à. Bây giờ cái gì vậy ní. Ừ. Cái gì vậy chứ chị cứ tẩy mà. Bây giờ dân dê của mà. Bây giờ chị xít rồi vậy rồi. Dạ. À, rồi thánh đồ
Đợt trước thấy nhà thấp thấp mà hôm nay nhà cao cao mà hôm nay dựng về thấy như có vẻ thấp hơn. Bé đi học về. Tao tao sẽ bui mình cần tao sắp bún được so nhá. Rồi bái ta có mình nhựa thêm một cần tao 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 sắp bún so rồi tỏ cách bó tự. Nhiều thứ chỉ bó tự là mà bún là có xí rò cậu. Có là thì bó tự tỏ cách một quá chỉ cần tức chỉ là. Ờ. Ờ. Qua đây mấy tuổi cũng có động viên chú bảo cho các em này đi học để sau này các em đi làm hay là đi đâu thì cũng biết chữ biết tiếng dễ đi lại hòa nhập với lại cuộc sống ở ngoài. Bây giờ thì cứ cho nghỉ học xong sau này hỏi thì cũng lại không biết nữa, thì lại không nói được tiếng phổ thông nữa thì lúc đấy mệt người ra. Độ nhanh ấy. Còn như ở đây thì vẫn như mọi lần. Ớ, như các bác thấy đây, đang đổ mèn mén nhá các bác nhá. Vẫn chơi chảo siêu to khổng lồ. Đấy, ngôi nhà mà của cô Hằng sinh gái và anh Hậu thì cũng đã làm xong rồi nhá, đợi sắt đợi tôn lên để lập nữa là cũng xong phần mái. Còn cửa đây là mỹ tủ cũng có gọi thợ đi vào đây để đo đạc hết rồi, vài hôm nay là cũng xong cửa là cũng đi vào đây để lắp luôn nhá. Hôm nay là có vẻ đỡ ngại hơn mọi hôm. Tâm đấy nữa chắc là hết xà luôn. Nhỉ.
Cái tấm này nữa chắc hết xà luôn nhỉ. Đủ luôn. Bờ lô là để ở phía trong nhà là đang chọn bờ lô thôi nhé các bác nhé. Làm xong là 1-2 hôm nó sẽ dọn dẹp. Lắp cửa xong là dọn dẹp. Lập mái nữa. Cắt lốp xe ra để lấy đinh đóng vào rồi cũng sẽ đóng lên bờ lô cho đỡ bị giỏ nước xuống. Dao này sắc ấy. Lấy cái một thanh gì để vào đấy ạ, mũi. Cẩn thận tay nhá. Cẩn thận tay nhá. Hết sức cẩn thận. Úi. Thế là xong phần mái đằng trước. Phần đằng sau đây thì mái đằng sau này thì tiếp tục lập tiếp. Mới để tới ông kia. Cái này. Đi đây này. Ủa, chúng ta mà chúng ta mà chỉ mua đấy là.
Cứ đóng vào đến đây xong là hụt xà là được. Chơi quả hoài trắng ấy nhỉ. Nên 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 chơi cũng được vậy, cái gì chơi được, chơi nó tốt bền đấy. Mà này là gì?
Đấy, rất là nhanh. Đấy, một lát nữa là cũng sẽ lập xong cả mái đằng phía sau này nữa, là cũng hoàn thiện là cái nhà bếp của nhà chú lúa đây rồi. Chú lúa thì đang đi mua nóc về. Đấy, nóc nhà cũ thì bị hỏng hết nên là chú phải đi mua thêm vài cái nóc về để tí úp ở trên nhá. Canh rau dưa nhé các bác nha. Chơi hẳn nửa chậu luôn. À nhầm, nửa chảo luôn, xin lỗi các bác. Đây, mè mén thì cũng nấu xong. Đây. Vàng ươm luôn. Đấy. Nóng hổi. Giờ này thì còn 2 tấm nữa là xong. Đấy, tấm này và còn 1 tấm nữa. Ôi, cẩn thận. Vả vào mặt luôn. Chú đi đi. Tao 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 không chạm Thế là cái mái bên trái bếp đây là cũng xong rồi nhé các bác nhé. Còn lập nút đây là xong. Đấy, bếp đây là làm riêng ra để cũng nấu nướng thì cũng riêng để đỡ bẩn và cũng đỡ bụi vào bên trong nhà nhé. Ôi ôi. Ôi cẩn thận, tí lại bay vào đầu thì. Nhân thiết câu nó chỉ mất thi cho rồi, ra chan rồi. Mai mượn cưa tay về xong rồi tự cưa. Bỏ hết những cái đầu xà mà đang thừa ra đây. Chú lúa đây là cũng rất chịu khó làm để cho xong sớm. Trái bếp đây cũng đã xử lý xong. Yên nông á, vô tàu che tá, ủa không trong tá mà cài nó nhở? Ừ, tàu dùng tá mà. Nè tô, tê thơ mà. Chú đang bảo là
Vài hôm mà làm xong á thì sẽ mổ hai con gà để nấu cơm. Mời chú Tất Thắng một bữa. Mà đợi chú lên. Cái này thì không thể nói trước được. Và những lúc vậy, như các bác biết rằng là đi vào nhà của các nhà mà nghèo đây thì chú Tất Thắng cũng đều bỏ tiền ra tự mua đồ đi vào đấy, vào những hộ đấy để nấu nướng ăn nhé, chứ không bao giờ là bảo gia đình hãy tự bỏ tiền ra để mua đâu nhé. Tấm cuối cùng. Cẩn thận nhá, ba lô này ba lô cũ thôi nên là hết sức cẩn thận. Đẹp đấy. Cho cái tấm mới lên trước ấy. Bút lại chiếu đây. Cho cái tấm mới ấy, nóc mới lên trước xong mà thiếu bao nhiêu thì bổ sung vào cái tấm cũ vào. Xịt. Hôm nào lấy keo bôi vào. Nó thử mua cho là lo tánh nhỉ. Lo út này mọi người một ca lo cho con này đâu. Hôm nào mà có keo đấy thì làm cái mái bên này cũng sẽ lấy keo vào hộ chú dán vào những cái lố đinh keo silicon. Đánh chùa họ ít cho họ rồi mà. Đổ hết đinh rồi còn gì. Thôi tịt túi rồi. Bây giờ xong, mọi người cũng đóng nốt cái tấm này và cũng sẽ xuống nghỉ ngơi, mọi người vào ăn cơm. Bây giờ thì cũng sắp tối rồi. Làm đi tổ cũng xin phép đi về luôn và cũng sẽ kết thúc thức phim này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý các anh chị vào những video tiếp theo. Sọc kia nó rồi à. Ủa hủ kiếng rồi. Nên mà ở đây à. Ê chờ. Chín rồi. Mùa. Như đu. Như đu là mùa chờ. Nên mà ở đây. Ít tủ to đấy ạ. Thế có. Ui. Quá đà. Cái gì? Chia mà chia sao là mấy anh tao đi trồng hủ mà không được tôi hát nhạc chuối lúc thì nó tôi hát nhìn đâu còn đó thì hãy cũng lòng tổ cái gì mà cái đó lòng lòng cái này như tất cả có chết cái sao chết cái đó cho cái tấm đẹp sang đi. Ủa sao dùng câu tôi sát tổ mà vậy đấy. Cho nó thừa ra một tí. Không cho nó to mềm đấy, cắt từ bên dưới ra cho nó thừa một tí. Chào mọi người về đây đây nhau nè. Mua cha mua chín nọ nên mà buồn này chờ nên mà nồi hả. Rồi Mỹ Tổ cũng chào gia đình, chào chú. Rồi cũng đi về. Xong trái bếp. Còn lập mái đây, lắp cửa. Đấy là hoàn thành nhiệm vụ ở ngôi nhà của chú Lúa đây. Còn nhà chú Xính mà cũng được sự tài trợ của anh Phạm Dũng và chị Phan Diếm ấy, thì cũng đang đợi cửa. Cửa là cũng sẽ vào cùng một lô vào lắp cả đây và cả bên nhà bên kia nhé.